Thống kê web đen khiến cộng đồng ngạc nhiên vì lựa chọn dị từ game thủ. Có thể nói, ít có trang web nào lại được cánh đàn ông toàn thế giới quan tâm như Pornhub. Đó là nơi mà ngay cả những người xa lạ nhất cũng có thể chung nhịp đập của con Dream. Khi năm 2022 sắp kết thúc đến nơi, thì trang web này cũng có chút thống kê về những đề mục được quan tâm tìm kiếm nhất năm. Theo đó có hẳn một mục dành cho các nhân vật trong game được quan tâm nhất. Tất nhiên, dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là những cái tên quen thuộc từ Overwatch, Lady Dimitris từ Resident Evil, hay các lựa chọn dị như Minecraft Jenny Mod, Genshin Impact Slam. Tuy vậy, thứ khiến game thủ Liên Minh ngạc nhiên nhất chính là nhân vật dẫn đầu của tựa game mình không phải những gương mặt tiêu biểu như Jinx, Ahri, Kai'Sa mà lại siêu dị là Tristana. Ngay cả đến cô nàng Jinx, một trong những vị tướng nổi tiếng nhất, cũng phải chịu thua trước cô nàng Yordle nấm lùn. Vẫn chưa rõ sự phổ biến của Tristana có phải do xuất hiện các bộ phim chất lượng mới hay không mà cô nàng Yordle có thể đánh đổ sự thống trị của Jinx bấy lâu. Nhưng có một điều chắc chắn là những ai đã nghiên cứu qua thống kê này sẽ không thể nhìn xạ thủ Yordle trong game với ánh mắt bình thường nữa rồi.